Trong thời gian vừa qua, nhiều người Mỹ đã gấp gáp đưa ra những quyết định mua nhà và kèm theo sau đó hệ lụy, đó là sự tiếc nuối và vỡ mộng. Ban đầu quyền sở hữu tưởng chừng là một món hời. Đối với anh Kay, một blogger du lịch ở Portland thuộc bang Oregon. Theo The Guardian, tôi đã nghĩ ra căn nhà sẽ là một tài khoản tốt và sau khi trả tiền đầu tiên chấp nhận, tôi nhận ra ồ không, mình đã bị sập bẫy rồi. Theo như chia sẻ của cô, cô nói trong suốt 2 năm qua, Mỹ đã chứng kiến cơn sốt mua nhà. Bất động sản giá trị đã phản ánh xu hướng này. Và hồi tháng 2 nhớ lại, căn hộ trung bình trị giá là hơn 300.000 đô. Rồi chạm mốc đến gần 350, dự kiến lại tăng thêm là 17,3%. Vào tháng riêng năm 2023 Mua được ngôi nhà trong thời điểm này và lúc đó nhiều người nhận định càng ngày càng ít bất động sản phù hợp Thì lại người mua lại cảm thấy hồ hởi trong lòng Và cảm thấy mình có cảm giác đã thắng một trận lớn Tuy nhiên một số người mua nhà gần đây như là Kay đã hối hận vì đã quyết định này Khi coronavirus tạm dừng hoạt động của toàn thế giới Thì chính bản thân cô cũng đã phải ở nhà đến 16 tháng một số bạn cùng phòng và cùng làm công việc chính trong lĩnh vực nghệ thuật và cô nói rằng mình có nhiều không gian riêng tư hơn mùa hè năm đó số tiền mà cô tiết kiệm cho công việc đi du lịch phát triển có giá trị tương đương với tài khoản đặt cọc để sở hữu một căn nhà kỳ lãi suất vay thế chấp giảm xuống mức thấp kỷ lục có vẻ như là ý trời đã định cô nhắc lại cô ấy biết mình cần phải hành động một cách nhanh chóng sau một tháng săn lùng thì cô đưa ra một quyết định với một ngôi nhà ở Portland vào cuối tháng 7 và một tuần sau đó cô đã cảm thấy hài lòng và đến thăm nhà mới. Ở đó cô đã cảm nhận được sự hối hận đầu tiên là ngôi nhà không hoàn toàn hỏng hóc nhưng lại vô cùng. Nó vô cùng cũ, những người thu xếp điều hành và rời khỏi ngôi nhà đó sớm hơn dự kiến. Nào là lò nướng hay là dọn tủ lạnh đi, rồi đủ thứ phần thải ra của các thú cưng. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh của ngôi nhà chỉ là một vấn đề nhỏ trong thời gian mà cô đến tham quan. Cô nhanh chóng phát hiện một sự rắc rối giữa chủ nhà cũ với hiệp hội chủ sở hữu HOA. Một điều mà cô chỉ phát hiện ra sau khi cô đã chuyển đến ở. Cô phải gánh cái hậu quả của những cá nhân với các quyền dừng xe vô hiệu hóa và cả những người hàng xóm hay nóng giận một cách vô cớ đối với cô khi cô đang ở trong căn nhà này thường thì mua một căn nhà mang lại cho người sở hữu một cảm giác kiểm soát cuộc sống và tương lai của mình thật không may đối với một số người thì điều này tương đương với việc đối phó với một chiếc máy bay đang bị trục chặt và mua nhà không chỉ là vấn đề về giá cả mà còn nhiều yếu tố cụ thể như trường hợp của cô blogger này bao gồm cả môi trường sống xung quanh những con người, cơ sở vật chất và cả túi tiền của mình nếu mình mua để mình ở và cái môi trường đó có phù hợp với mình hay không. Không ngoại lệ, một đôi vợ chồng tên Gates cũng đã mua một căn nhà ngoại ô New York. Cách căn hộ ở tại quận Brooklyn của họ là khoảng 4 giờ lái xe. Điều đáng nói là ngôi nhà này đã bị bỏ hoang trong suốt 40 năm và phải sửa sang lại trước khi vợ chồng cô ấy đến và có thể ở được. Mặt khác nó được dựng cố định và có sân đẹp. Cô tưởng tượng ra khu vườn xinh đẹp mà cô sẽ trồng vào mùa xuân tới. Điều quan trọng nhất là ngôi nhà nằm ở vị trí tương đối gần đối với bến tàu, giúp cho đôi vợ chồng có thể dễ dàng đi lại đến quận Brooklyn ở New York, nơi họ dự định làm nơi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, cặp đôi này nhận ra ngôi nhà này cần phải sửa chữa nhiều hơn là cô nghĩ, và đến nay vợ chồng cô vẫn không thể chuyển đến đó ở được cảm giác rất tuyệt vọng và đó chính là cái mà chúng tôi cố gắng thoát khỏi có vẻ như phải mất một năm nữa mới có thể sửa chữa thành khu vườn mà như mơ ước của chúng tôi vẽ ra. Trong khi đó, cô cũng đang cố gắng tận dụng tối đa những hình ảnh của mình. Cô đang tìm lại quyền sử dụng chỗ đậu xe, thông báo một cuộc đàm phán với chủ sở hữu nhà trước đây. Và đồng thời, cô cũng đang cố gắng sửa lại căn nhà từng chút một tôi đang làm những công việc thú vị cần phải thực hiện. Từ chuyện sơn tường sửa sang và cả chuẩn bị những đồ nội thất mà tôi muốn nữa. Nhiều người khi biết câu chuyện này lại nói đùa với nhau rằng thực sự đây phải nói là niềm mơ ước lớn cho nhiều người Việt không chỉ ở Mỹ chúng ta. Mà tại các quốc gia và ở cả trong nước lại càng đam mê thích thú và ao ước hơn nữa. Câu chuyện đó là gần 3 tháng sau khi mua một vé số Megabuck và nhanh chóng quên mất nó đi. Khi nhớ lại và đem dò số thì người này đã trở thành một triệu phú mà mình cũng không ngờ được. Gilbert Brown đang ở Springfield, Oregon vào đêm Giáng sinh anh kể lại. Khi một người bạn mua vé Megabucks với 26 lần chơi cho 25 đô Như bạn của Rao giải thích cho anh ta Chiếc vé cho phép người chơi có 26 lần chơi liên tiếp với giá chỉ có 25 đô mà thôi Rao cũng đã quyết định mua một vé Điều này cho phép anh ta chơi cho đến ngày 19 tháng 2 năm 2022 Anh ta kể lại Nhưng sau một vài lần dò số anh ta quên mất chiếc vé của mình đi Mãi cho đến tháng 2 Rao nhớ lại tờ vé số mình mua và đã quyết định đem ra cửa hàng để quét vé và nhận được một thông báo là người trúng sổ số lớn. Rao và những người bạn của anh ấy đã tham khảo trên Internet để tìm hiểu chính xác điều này có nghĩa là gì, có phải là trò đùa hay không. Và thực sự rất ngỡ ngàng khi anh phát hiện ra rằng anh đã trúng giải độc đắc lên đến 8,9 triệu đô la Mỹ. Các con số may mắn của anh đó là 15, 33, 34, 40, 42 và 47. Theo sổ số Orion, anh ta đã chọn tùy chọn nên kim 30 năm cho số tiền thắng của mình và sẽ nhận được chi phiếu trị giá là hơn 200.000 đô la Mỹ sau thuế mỗi năm cho đến khi giải thưởng được thanh toán toàn bộ. Điều ngỡ ngàng tiếp theo đó là tỷ lệ trúng độc đắc chỉ là 1 trên 6 triệu 135 000 756 mà sở số Oregon cho biết trên trang web của mình. Nhưng anh lại là con số 1 đó. Cửa hàng nơi anh mua được tấm vé trúng thưởng cũng may mắn từ việc mua của anh ấy nhờ chiến thắng của Rao. Cửa hàng đó nhận được một khoản tiền thưởng từ nhà bán lẻ là 89.000 đô la Mỹ, tức là trăm của giải độc đắc mà khách hàng đã mua tờ vé đó và đã trúng. Nhiều người nói với nhau rằng phải chăng đây không phải là có gì nói quá bởi trình duyệt cốc cốc thì nhiều người sử dụng Internet cũng đã biết đến đặc biệt là những người Việt trên toàn thế giới. Khá là bất ngờ trước rổ phai khổng của một tân CEO cốc cốc là một Việt kiều Pháp nói tối thiểu ba thứ tiếng và đã tốt nghiệp thạc sĩ trường top thứ ba toàn cầu với kinh nghiệm là 21 năm ở vị trí chủ chốt loạt doanh nghiệp tài chính và những doanh nghiệp về công nghệ. Một trình duyệt Made in Việt Nam cốc cốc đã chính thức công bố ông Nguyễn Vũ Anh sẽ được đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Điều hành CEO bắt đầu kể từ ngày 15 tháng 3 vừa qua. Với cương vị mới thay cho ông Jean Paul, ông Nguyễn Vũ Anh sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo hoạch định chiến lược phát triển cho tất cả các hoạt động kinh doanh của Cốc Cốc. Bên cạnh đó tiếp tục phát triển các sản phẩm tính năng để mà phục vụ cho lợi ích của người Việt. Trước đó, ông Nguyễn Vũ Anh là giám đốc chiến lược và phó tổng giám đốc Cốc Cốc, thay đổi nhân sự khối lãnh đạo. Cốc Cốc kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho kế hoạch chuyển đổi số quốc gia, thể hiện xứng tầm vai trò chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của một công ty công nghệ mà Made in Việt Nam hàng đầu. Là một Việt kiều Pháp rất trẻ, sinh năm 1977, ông Nguyễn Vũ Anh từng đã trải qua 21 năm đảm nhiệm nhiều chức vụ vị trí chủ chốt trong ngành ngân hàng, công nghệ trước khi gia nhập Cốc Cốc vào tháng 4 năm 2019. Ông có kinh nghiệm dày dặn về hoạch định chiến lược và phát triển doanh nghiệp với các vị trí cụ thể như giám đốc điều hành, giám đốc chiến lược và quản lý cấp cao ở cả những công ty mới thành lập đến các doanh nghiệp lớn thuộc phạm vi trong nước và quốc tế như Techcombank, Orient ở Việt Nam hay là Nitisys, Officien, Cgi ở tại Pháp. Trong thời gian đảm nhiệm vị trí giám đốc chiến lược và phó tổng giám đốc, cấp cốc, cốc trước đây, ông Vũ Anh là người có công vạch ra nhiều chiến lược phát triển phù hợp trong mảng kinh doanh và sản phẩm, đưa cấp cốc, cốc đạt được kết quả kinh doanh khả quan thời gian qua. Hiện tại ông đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam ông tốt nghiệp thạc sĩ khoa học máy tính ở tại Telecom Paris. Thuộc top thứ 10 trong 10 trường đại học đào tạo kỹ sư viễn thông tốt nhất nước Pháp và Canada. Ngoài ra ông còn có bằng MBA ở tại INSEAD, chương trình đào tạo danh giá thuộc top thứ 3 toàn cầu cùng với trường Stanford và Wharton, đứng trên cả Harvard và Cambridge. INSEAD không nhận quá 10% sinh viên có cùng một quốc tịch và yêu cầu Mỗi sinh viên phải nói được ba thứ tiếng để mà tốt nghiệp. Ông Chin cự cựu tổng giám đốc cốc cốc đại diện quỹ Huber Buder Media cho biết rằng chúng tôi vui mừng khi ông Nguyễn Vũ Anh đảm nhiệm vị trí quan trọng này. Trong thời gian làm việc tại cốc cốc, ông Nguyễn Vũ Anh đã chứng minh được năng lực và tầm nhìn của mình giúp cho cốc cốc từng bước đạt được những thành tựu chưa từng có. Tôi hy vọng trên cương vị mới ấy có thể đưa cốc cốc lên một cấp độ phát triển tiếp theo để phục vụ tốt hơn nữa cho người dùng Internet Việt. Ra đời vào năm 2013, với tư cách là trình duyệt tìm kiếm đầu tiên do người Việt sáng tạo 100%, Cốc Cốc ngày càng khẳng định giá trị và không ngại cạnh tranh với các ông lớn như là Chrome, Firefox, Safari. Vào năm 2020, tổng lượng người dùng của Cốc Cốc đã đạt là 25 triệu, thị phần lên là 2,7%, tăng 1,5 lần so với năm 2019. Đặc biệt với thành tích đạt được là 13 triệu lượt tải trên di động, Cốc Cốc đã vươn lên vị trí top thứ tư trình duyệt di động phổ biến nhất ở tại Việt Nam. Và đồng thời với việc vượt qua các quy định ngặt nghèo để trở thành trình duyệt mặc định trên App Store và CH Play, Cốc Cốc là trình duyệt đứng thứ nhất trong số các ứng dụng miễn phí trên App Store vào tháng 11-2020. Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu của Cốc Cốc đạt lên đến là 235 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2019 lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ đồng đến hết năm 2024. Mục tiêu của Cốc Cốc là trở thành công cụ tiếp cận mạng internet được phần lớn người Việt sử dụng vào mỗi ngày. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng